ra thì cũng tùy thuộc vào cái kịch bản, những cái vai nào mà hài và nó rất tự nhiên thì mình sẽ dũng cảm cho mình nhận cái nhân vật đó. Chứ mà kêu mà chuyển sang hẳn hài luôn thì có lẽ là sau bộ phim này thì khán giả đánh giá và cho phép Hà đóng nữa hay không. Thứ nhất là kịch bản và cái nhân vật mình đảm nhận. Thứ hai nữa là làm một cái điều mà mình an tâm và mình mạnh dạn để đảm nhận cái bộ phim và vai diễn này là đạo diễn Trần Ngọc Giao, là Hà đã từng cộng tác, và anh Hoài Linh là người mà mình cũng từng cộng tác và đưa một cái bộ phim mà mọi người, Hà đã làm việc với thầy Giao và anh Linh, đưa cái vai diễn của Hà và cũng là có một cái nhìn mới lạ về về một thứ với Hà, là cũng có thể diễn hài rồi diễn khác cái tính cách nghiêm túc của mình từ xưa tới giờ, cho nên là Hà mạnh dạn là có sự hỗ trợ của thầy Giao cũng như là anh Hoài Linh, thì Hà tin là cái vai diễn của Hà nó sẽ tròn vai và có thể là sẽ tốt hơn. Bé thì năm nay 8 tuổi, cũng không có thích nghệ thuật lắm. Bản thân Hà cũng không hướng con mình theo cái nghề nghệ thuật của mình, tại vì cái nghề này nó rất là cực khổ, thì mình cũng không có tạo điều kiện để con nó đi theo ngành nghề này. Nhưng mà bản thân bé thì bé cũng rất là thích cái phim hài, những cái clip hài hoặc là về kịch hài á, thì bé nó lại rất là thích thú với những cái thể loại này. Còn đi theo nghề thì bản thân Hà là người mẹ, Hà không hướng và Hà không thích, nhưng sau này con lớn lên nó có thể tự quyết định được cái con đường, cái sự nghiệp của nó. Nếu là thích theo nghệ thuật thì mình vẫn ủng hộ thôi, chứ mình không thể nào ép con mình đi theo.